Ngày mới em xin kính chào toàn thể cô chú anh chị các bạn yêu Phong Lan. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 3 năm 2019, là ngày nghỉ cuối tuần. Cho phép em gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể cô chú anh chị các bạn. Chúc tất cả cô chú anh chị các bạn có một ngày nghỉ chủ nhật thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình yêu thương của mình. Và những ai chưa có dịp đặt chân lên Cao Bằng thì đây sẽ là những cái cơ hội đầu xuân để chúng ta cùng đi du xuân ở lên những miền đất hứa, và đặc biệt là tỉnh Cao Bằng. Tháng giêng và tháng 2, tháng 3 có rất là nhiều lễ hội. Thì khi mà cô chú anh chị các bạn đặt chân đến mảnh đất Cao Bằng, quê hương cách mạng, thì hãy đến thăm mô hình cũng như thăm đến vườn chúng em để chúng ta cùng nói chuyện về lan và cùng thưởng chè, ngắm lan. Thì nhà em lúc nào cũng có hoa nở, tuy nhiên rằng là những cái bông hoa thì đã không đẹp rồi. Bởi vì những giò nó đẹp, những cây nào xinh thì khách hàng đến thì khách hàng cũng chia lại cho khách hàng hết. Thì còn lại những cái cây mà nó cũng còn hoa nhưng hoa nó gọi là có hoa thôi, để cho cô chú anh chị các bạn cùng ngắm, cùng thưởng thức thôi, gia đình cũng thường ngắm và thưởng thức thôi. Thì phiên hôm nay thì em xin phép được giới thiệu tới quý cô chú anh chị các bạn khá là nhiều giống chủng loại hoa phong lan rừng, và hôm qua chúng em đã có cập nhật rồi. Đấy thì hôm nay thì em xin phép được cập nhật lại để cho cô chú anh chị các bạn nắm rõ hơn và biết rõ hơn về các loại giống hoa mà hôm nay em muốn giao lưu trao đổi. Và cô chú anh chị các bạn cũng đừng quên hai số điện thoại mà em treo trên bài, đó là số điện thoại 0868 376 205 và số điện thoại 0949 26 1918. Em tên là Mã Bảo Trung, em sống ở tổ 7, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Em chuyên trồng và cung cấp các loại giống chủng loại hoa phong lan rừng ạ. Thì hôm nay thì em sẽ ghi hình và quay những mặt hàng sau đây luôn. Em không dừng hình, em sẽ quay vườn cho khách hàng cùng ngắm và cùng xem luôn nhé. Đấy. Đây những cái giò trần mộng mà hiện tại bây giờ đang hoa và đang nụ này. Đấy, rất là nhiều. Và những cái giỏ này thì em vẫn bán. Đó, em bán từ 600 nghìn cho đến 1 triệu một giỏ, tùy giỏ to giỏ bé, hàng thuần từ 2 đến 4 năm. Đấy. 2 đến 4 năm. Đây là dành cho các bạn yêu địa lan, hoa nở Tết. Đó. Nở Tết. Đấy, rất là nhiều. Và em đến đây thì em xin phép được dừng hình, bởi vì em sẽ ra ngoài thì em sẽ quay thêm một cơ số hình nữa. Đầu tiên, em xin phép được giới thiệu có 8 giò cáo mà em nhấc xuống để quay hình. Và đây là giò cáo số 1. Giò này thì khá là nhiều ngọn nhưng mà khi mà trồng thì nó bị gập xuống này. Nó bị gập xuống, bây giờ nó đang lên. Đây là hàng thuần 53 nhé, không có một ngọn này, hai ngọn này, ba ngọn, bốn ngọn, năm ngọn, sáu ngọn, bảy ngọn nhé. Có 7 ngọn tất cả. Và có một ngọn lá, bản lá rất to, em bán 700 nghìn cho giò số 1 này. Riêng cái ngọn mà to thẳng đây, có thể nói là cái này là một cái cây rất là đẹp. Đấy, bản lá đây. Đấy. Đây các bác có thể xem nhé. Bản lá bên này gần bằng 4 ngón ạ. Đấy. Thì chính vì vậy rằng nó sẽ có giá là 700 nghìn cho cái giò số 1 này. Đấy. Nếu tách rời ra thì cái ngọn này đã được rất là nhiều tiền rồi. Thì 6 ngọn còn lại thì nó không có giá bằng cái ngọn đấy đâu. Số 1 700k. Số 2 em bán 600k. Không có. Một ngọn, hai ngọn, ba ngọn, bốn ngọn, năm ngọn, sáu ngọn, cũng bảy ngọn nhé. Tám ngọn, giò này có tám ngọn mà mà em cũng có để giá cho 600 nghìn nữa này. Đấy. Đó, tám ngọn cho giò số 2 nhé. 600k. Giò số 3 em bán 600. Không có. Một ngọn, hai ngọn, ba ngọn, bốn ngọn, năm ngọn, sáu ngọn, bảy ngọn ạ. Số 3 7 ngọn 600. Đấy. Số 3 đấy ạ. 7 ngọn đây là giò này đấy ạ. Đấy. 600k. Đấy. Tiếp theo. Giò số 4 em cũng bán 600 nghìn. Giò này thì cây rất là thẳng đều này. Các bác xem kỹ này. Một ngọn này, hai ngọn này, ba ngọn này, bốn ngọn này, năm ngọn này, sáu ngọn này. Đây một ngọn nó sáu ngọn này. 600k và giò này thì rất là thẳng đều đẹp này. Đấy. Số 4 đây nhá. Đây ạ, rất là đẹp ạ. 600k. Số 5 em cũng bán giá 600. Số 5 có một cái ngọn rất là triển vọng, đó là ngọn bên trong này. Đây. Đấy, ngọn này rất là triển vọng này. Một ngọn, hai ngọn, ba ngọn, bốn ngọn, năm ngọn. Sáu ngọn. Có 6 ngọn tất cả, em bán 600 nhé, số 5 nhé. Đây ạ. Đấy, cái ngọn rất là triển vọng này. Đấy, bản lá to nhìn nó khác thường luôn. Số 5.
Số 6 em bán 500, gồm có 1, 2, 3, 4. Có 4 ngọn nhé. Nhưng mà cái này thì 4 ngọn rất là đều to đây. Đấy. Đây. Số 6 500k nhé. Đây ạ. Số 7. Số 7 550. Gồm có 1 ngọn, 2 ngọn, 3 ngọn, 4 ngọn. 6 ngọn ạ. À. 6 ngọn mà để 500 à số 7 đây. 6 ngọn mà để 550 này. Giò này em không giới thiệu nhiều mà. Rất đẹp. Số 7 550k. Và cuối cùng là số 8 500k đây. Đây, 4 ngọn này. 500k nhưng đây cái này ngọn rất là to đẹp này. Đó. Ok. Có tổng phổ là có 8 hình dáng hương đuôi cáo. Để cho cô chú anh chị các bạn lựa chọn. Dáng hương đuôi cáo chuẩn bị vào mùa nhé. Tháng 6 có hoa nên là đây là thời điểm mua thích hợp nhất ạ. Ở đây em có hai cái ngọn, hai cái giò cáo không số em bán 600.000 một giò này. Đấy, mỗi giò có 6 ngọn. Đấy, 6 ngọn. Dáng hương tam bảo sắc 160-170.000 một kg. Đấy. Sơn thủy tiên 180.000 một kg. Em quay đến đâu thì em sẽ dừng hình một tí. Đấy là những loại mà chúng em muốn bán nhé. Đấy là sơn thủy tiên này. Đấy. 180.000 một cân. Là khả năng hôm nay cũng gần hết hàng. Nhất điểm hoàng. Hôm qua em có ghi hình đây. Điểm hoàng rất là nhiều nụ, chi chít nụ luôn. Đây. Đấy, chi chít nụ luôn. Chi chít nụ luôn. Giá 100.000 một cân đấy ạ. Nhất điểm hoàng, bao hàng đẹp. Hoàng thảo long nhãn 100.000 một cân. Đấy. Long nhãn hôm nay em có khoảng chục cân gì đấy. Tiếp theo Van Đai Hương Chanh. Van Đai Hương Chanh hôm nay em hết hàng rồi nhé. Đây đang có hoa đây, hết hàng rồi. Em bán 200.000 một bó nhưng hết hàng rồi ạ. Hoàng thảo Long Tu Xuân 280.000 một kg. Đây là Long Tu Xuân đây. 280.000 một cân nhé. Hoàng thảo Điện Miền Đông hay còn gọi là Hoàng thảo Hương Rừng. Hương thảo hương rừng. Đây. Hương thảo hương rừng đây. Hương rừng em bán giá là 180.000 một kg nhé. Đấy. Tiếp theo ngọc thạch Lào 160.000 một kg. Đấy. Bao hàng đẹp cho khách. Ở đây có bó Hải Yến. Bó này hơi héo một tí đây. Đây héo ấy, héo lắm ấy. Bác nào lấy bó này em để cho 70.000 nhé. Rất là to nhưng mà nó hơi héo một tí. Đây là hoàng thảo mối tua nhé. Hoàng thảo mối tua. Mối tua đây. Mối tua giá là 70.000 một cân. Và mặt hàng hôm nay về nhiều nhất đó là hoàng thảo phi điệp vàng. Phi điệp vàng 150k 1kg. Đấy, hôm nay em sẽ về thêm một lô phi điệp vàng nữa. Cái hàng thoải mái lựa chọn nhé. Đấy. Về thêm một lô phi điệp vàng nữa. Một lô phi điệp vàng nữa, giá 150 một cân. Đấng hương đuôi cáo em hết hàng rồi nhé. Không đủ hàng cho khách rồi. 260k. Combo bán rồi ạ. Ngọc thạch. Ngọc thạch 200.000 một kg. Ngọc thạch 200.000 một cân. Ngọc thạch trong kia khả năng cũng hết hàng. Ngọc thạch phía trong kia. Kim Điệp Xuân. Đây. Kim Điệp Xuân 200.000 một cân ạ. Hàng càng rụng lá thì cô chú anh chị các bạn càng được lợi về kg. Về hàng rừng thì không sao cả. Cuối cùng, mặt hàng cuối cùng em giới thiệu đó là hạc Vĩ Bắc. Hạc Vĩ Bắc em bán 280.000 một cân ạ. Đấy. Tất cả những mặt hàng của chúng em phiên hôm nay gồm có hàng thuần này, hàng giò và hàng kg. Đấy, kính mời cô chú anh chị các bạn hãy sưu tầm nhé. Và phần cuối cùng thì em sẽ ghi hình một cái giò phi điệp mà vừa rồi em có phun một ít kiki duy xanh để cho cô chú anh chị các bạn xem cái độ nảy mầm với cũng như cái độ mướt của nó. Đây. Đây là như em đã hứa với khách hàng là cái này là cái lứa đầu tiên mà em phun kiki duy xanh. Không chích đâu nhé, không chích, không cắm, không sử dụng một cái gì hết. Đây chỉ phun kiki duy xanh nhớp lại. Trước khi mình phun thì mình tưới nước ẩm, xong rồi sau đấy để nước ẩm ẩm khoảng một sau khoảng một tiếng. Đây chúng ta tiến hành phun nhấp lần nữa. Em sẽ giới thiệu kỹ hơn và nói rõ hơn.
vào một cái video gần đây nhất là phi điệp tím. Và phần thứ ba nữa thì bây giờ cái dung lượng thời gian vẫn còn khá nhiều. Em sẽ quay cho cô chú anh chị các bạn xem những mặt bông của cái lan mà chúng em mới ghép, đó là hoàng thảo vôi, hoàng thảo hạc vĩ, ngọc thạch và long tu xuân ở dưới kia đang nở rất là sai. Đấy, vườn của em đã nở gọi là bông lụa rồi này, rất là nhiều loại hoa đua nở rồi. Đấy, hiện tại bây giờ đang bói nhé. Đây là hoàng thảo vôi này, mặt hoa hoàng thảo vôi này rất là đẹp. Đấy, mặt hoa hoàng thảo vôi đó, hầu như là vôi là nở nhiều. Em đang chọn những bông nào tím em để lại nhưng mà ít quá, đang bói thế này. Đấy, một màu hoàng thảo vôi, trên kia có rất nhiều bông đẹp đấy. Nở nhiều lắm ạ, chi chít luôn. Em quay sang bên này, em lên hướng bên này. Nở rất nhiều. Bên này là long tu chưa nở. Còn lên trên này nữa. Đấy. Trên này cũng là long tu đá tím chưa nở. Đây này. Em nói là trên, đúng là trên cơ sở thực tế cái này chỉ mẩu này còn chưa được 15 phân này. Đây này. Có tận 4 bông hoa này. Ok. Những bông hoa tươi thắm cũng là thay lời muốn nói, cũng thay lời shop cũng như vườn lan Trung Mã xin được gửi những lời chào, lời chúc sức khỏe. Những lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể khách hàng, cô chú anh chị các bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ. Em xin khép lại video bán hàng tại đây. Xin chúc tất cả cô chú anh chị các bạn có một buổi sáng an lành.